Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Con trai ra ở riêng, không cho gia đình biết để chỉ nhà. Tôi hơi bất ngờ là con mua nhà từ khi nào, sao không nói với gia đình và cũng không cho ai biết nhà con ở đâu. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi 50 tuổi, con trai lớn 28 tuổi. Khi sinh con, việc chăm nuôi đối với tôi dễ dàng đến bất ngờ, bởi vì con dễ ăn. Không bao giờ tôi phải đi lòng vòng để dụ con ăn. Lớn một chút thì con tự ăn. Khi đi học, con tự học và không bao giờ để ba mẹ phải nhắc nhở. Kết quả học tập của con luôn tốt, tôi không có gì phải lo lắng. Con tham gia các cuộc thi học sinh giỏi của quận rồi của thành phố. Con cũng tự chủ động đến địa điểm thi nếu như ở gần. Còn khi đi xa thì có xe đưa rước ở trường. Con không bao giờ kể với ba mẹ đã tham gia những gì cho đến khi mang bằng khen về nhà. Và rồi những thành tích mà con đạt được con cũng không bao giờ kể. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là con tự lập và ít nói mà thôi. Tôi nghĩ mình may mắn khi con biết tự lập như vậy. Kể cả khi con tốt nghiệp đại học cũng không thông báo cho gia đình biết để đến chúc mừng con. Từ lúc chuyển cấp 3 đến đi học đại học, con tự đi làm tất cả các hồ sơ và theo dõi thông báo, không cần ba mẹ nhắc nhở. Sau này cũng con trai lớn dẫn các em đi làm. Khi đi làm, con xin việc và được nhận vào công ty nào cũng không bao giờ kể cho ba mẹ nghe. Con chỉ thông báo là đã có việc làm và gửi tiền hàng tháng. Con không chia sẻ thêm gì cả. Và rồi, khi đó tôi vẫn cứ vô tư, nghĩ rằng chắc con không thích nói nhiều và con có thế giới riêng của mình. 3 tháng trước, con nói là sẽ ra ở riêng, bởi vì em trai sắp cưới vợ, ở chung sẽ không tiện lắm. Con thông báo đã mua được nhà rồi. Tôi không có lý do gì mà không đồng ý. Tôi chỉ hơi bất ngờ là con mua nhà từ khi nào, sao không nói với gia đình. Nhưng cũng thôi vậy. Nhưng chỉ có một điều là con không cho ai biết nhà con ở đâu. Và rồi con cứ như vậy tách biệt khỏi cuộc sống gia đình. 1 hoặc 2 tuần con mới về nhà một lần, dẫn theo người yêu về chơi một lúc rồi lại rời đi. Ngày thường nếu như không có việc gì thì con cũng không bao giờ gọi điện hỏi thăm ba mẹ. Tuy là sống cùng một thành phố mà tôi cứ tưởng con ở xa ngàn dặm. Con còn dặn bạn gái không được chỉ nhà ở đâu, chỉ vì con không thích họ hàng biết nhà mà thôi. Cả mạng xã hội con không kết bạn với ai trong gia đình và họ hàng, chỉ kết bạn Zalo để nhắn tin mà thôi, và cũng chặn luôn, không cho xem trạng thái đăng ảnh. Tôi hỏi bạn gái của con trai bác có lạnh lùng và vô tâm với con lắm không? Tính nó ít nói, có gì con thông cảm nhé. Con bé trả lời: không có, anh ấy rất thương và quan tâm đến con, cũng rất vui tính nữa, suốt ngày bày trò như là con nít. Con tôi như vậy là sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi có nên theo dõi để biết nhà con ở đâu để yên tâm hơn hay không? Tôi không hiểu tại sao con lại cư xử như vậy với người nhà của mình. Dòng tâm sự thứ hai: về quê thăm mẹ đẻ, gặp chị dâu hỏi vay tiền mà tôi xấu hổ, không dám gật đầu cho mượn. Không phải tôi không muốn giúp chị dâu, mà quả thật tôi không có tiền để giúp. Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng, thu nhập mỗi tháng tầm khoảng 12 triệu đồng. Sống trên thành phố với mức lương như vậy là chỉ vừa đủ chi tiêu cơ bản. Chồng tôi 34 tuổi, anh hiện là quản lý tại một doanh nghiệp nước ngoài. Tôi không biết chính xác lương hàng tháng của anh, nhưng đoán chừng tầm khoảng 30 triệu. Đó chỉ là phần lương cứng. Ngoài ra, anh còn có các khoản thu nhập thêm khi làm các dự án ngắn hạn cho các doanh nghiệp nhỏ. Hội chị em trên cơ quan tôi mỗi khi ngồi tám chuyện thường hay nói về quản lý tài chánh trong gia đình. Nào là lương của chồng cao hay thấp, hàng tháng đưa cho vợ từng nào, rồi là đang cầm bao nhiêu tiền tiết kiệm. Tôi nghe ở hầu hết các gia đình thì chồng đều nộp hết lương cho vợ giữ,
chỉ trừ lại một khoản nhỏ để ăn sáng, ăn trưa và đổ xăng. Còn ở gia đình tôi, do cả hai đều có tính độc lập, nên từ khi cưới nhau về, chúng tôi đã thống nhất là tiền ai nấy giữ. Hàng tháng, chồng vẫn đưa cho tôi một khoản để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, cũng như là đóng học phí cho các con. Còn lại, anh tự quản lý tài chính. Tôi cũng không đòi hỏi việc anh phải nộp lương cho vợ. Ngoài khoản tiền chồng đưa, tôi cũng dùng lương của mình để lo việc hiếu hỷ, quà cáp và mua sắm thêm đồ dùng trong nhà. Vậy nên tôi không có khoản tiền tiết kiệm nào đáng kể. Cuối tuần vừa rồi, tôi về quê thăm mẹ đẻ. Khi gặp chị dâu, chị ấy ngỏ ý muốn mượn tôi một số tiền khá lớn. Chị bảo, anh chị đang xây lại nhà mà bí tiền quá. Cô xem rồi có thể cho anh chị mượn một ít. Số tiền chỉ bằng 1-2 tháng lương của cô mà thôi. Tôi nghe như vậy mà ngại lắm. Không phải tôi không muốn giúp chị, nhưng thật lòng mà nói, tôi không có tiền để mà giúp. Giờ đây, nếu như tôi từ chối thì sợ bị mọi người trong nhà nói là ích kỷ, khá giả mà không biết đùm bọc anh em những lúc khó khăn, thiếu thốn. Tối hôm qua, tôi về nhà nói chuyện với chồng về việc để tôi giữ tiền lương của anh như bao gia đình khác, thì chồng tỏ ra hậm hực và anh không hài lòng. Rồi anh bảo, nhà mình trước giờ vẫn như vậy, anh thấy vẫn ổn đấy thôi, không có gì phải thay đổi cả. Lời anh kiên quyết khiến tôi cũng thấy rất khó xử. Mang tiếng với bên ngoài là gia đình khá giả, thế nhưng mỗi khi ai hỏi hay nhắc đến chuyện tiền nong, lúc nào tôi cũng rơi vào một tình trạng bị xỉa xói, như thể mình là một người keo kiệt, không chịu giúp đỡ người khác vậy. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất. Một lần nữa, xin cảm ơn, xin mến chào và hẹn gặp lại.